Trạng bonsai Phú Yên. Chào tất cả mấy anh em. Bữa nay ngày 14 tháng 4, em có một số phôi Hồng Quân giao lưu anh em. Rồi, mã số 1. 1 phôi Hồng Quân collect rất đẹp nha mấy anh em. Con collect nha. Mà số 1 vành gốc là 42, chiều cao là 70. Vành 42, chiều cao 70. Cây bầu đặc riêng nha mấy anh em. Đó rửa rất là to. Rồi, bây giờ mấy anh em mã số 1 500k bao ship nhé. Cây bầu đặc riêng. Đứa rửa rất là ok, cây rất nặng nha, cây nặng lên từ ship nó rất cao nha mấy anh em. Cây này rất nhanh là cho quả, cây rất da. Rồi về mẹ số 2, mẹ số 2 cũng một phôi Hồng Quân nha mấy anh em, phôi dáng collect nè, dáng bay nha. Cái này có vành gốc là 35, chiều cao là 65. Vành gốc 35, cao 65. Hồng Quân là có quả ăn rất ngon nha mấy anh em. Cũng là một bài thuốc mình ngâm rượu uống trị rất nhiều trong bệnh nha mấy anh em. Rồi, và giá mấy anh em là mã số 2 cũng 500k bao ship nha. Cây bầu đọc riêng đứa rửa rất ổn định nha, bầu đọc riêng. Cây này nặng tầm 30kg, trên 30kg hết nha. Vành 35, cao 65, dáng bay nha mấy anh em. Cái này có dáng bay. 500k bao ship cho mẹ số 2. Rồi, qua mẹ số 3. Mẹ số 3 là một cây tông cao nha. Collect rất đẹp. Cây collect rất đẹp nha mấy anh em. Cái này nặng tầm 70kg nha mấy anh em, cây rất to. Cái này có vành gốc là 55, chiều cao là 2m7. Bầu đặc riêng. Đứa rửa rất ổn định nha. Cây rất to. Cây nặng tầm 70kg. Chỉ chốt là đều sống hết nha mấy anh em. Cây mùa này là đang cho quả hết. Cây nào cũng cho quả hết. Cây rất da. Bầu đặc riêng mấy anh em yêu cầu. Collect nha mấy anh em. Cái này collect rất đẹp nè. Vành 55, cao 2m7. Vành 55, cao 2m7. Còn collect rất đẹp. Bao giá mã niệm là mã số 3. 1.800k bao ship nha. Cây rất nặng. 1.800k bao ship. Cây rất nặng nên tiền ship cũng rất cao nha mã niệm.
Số điện thoại của mình là 0974 526 253, cũng là số Zalo. Anh em qua xem video cho mình xin một lượt đăng ký nhé. Chào anh em.